Một, hai, ba. Sao? Cảm nhận là sao? Thế là đứng đầu tiên. Ủa em đúng hả? Không, sai. Đây này. Đâu? Đây. Cô này hả? Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Vậy là trật lắc rồi phải không? Bên cái tấm hình đó là em chụp cách đây cũng gần được 2 năm rồi. Rồi em sao? Em cũng trật. Hai người giống y chang như nhau hả? Rồi qua cái tim, qua cái tim. Lạnh quá hay qua đò mông hay gì? Rồi cảm ơn bạn. Mình cũng có món quà này tặng anh em đi chứ bạn bè gì đây. À, quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời của mình. Từ lúc có quyển sách mình rất là quý quyển sách đó. Hy vọng là bạn trân quý quyển sách đó. Ok, mình rất thích là đọc sách. Đọc cuốn sách thay đổi cuộc đời luôn đó. Ủa hồi nãy em nói em sinh năm nhiêu? 90. Bữa nay sinh năm nhiêu? Dạ 88. 88. Ồ, nhất gái lớn 2, nhì trai lớn 1. Bây giờ tự tin không? Ta nhỏ ta lớn hơn 2 tuổi có vấn đề gì không? Không, có gì đâu ạ. Không có gì đâu phải không? Vậy bây giờ tự tin anh em cái coi nè. Hôm nay mở cửa trái tim này ra, anh nhìn thấy em thấy anh thấy như thế nào? Hôm nay thì cũng có duyên gặp lại nhau ở đây. Thì không biết là sau này thì mình duyên của mình đến đâu. Năm nay là bạn là 32 tuổi, mình cũng 30 tuổi rồi. Anh em. Dạ. Quên em. Hôm nay thì bạn em 32 tuổi, anh 30 tuổi rồi. Ngồi. Không có gì ngưỡng hết trơn á. Bình thường. Thì tức là em 32 năm em mới có duyên gặp anh. Thì anh 30 năm em mới có duyên gặp anh. Thì hôm nay chúng ta sẽ biết như nào. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên ấy, anh cảm nhận về em thì rất là đơn giản, giản dị. Anh vào trong này lâu chưa? Mấy năm rồi? Anh vào đây lâu lắm là 11 năm rồi. 11 năm. Ờ, hiện tại bây giờ đang ở quận mấy? Đang quận 9. Em đang quận mấy? Quận Bình Thạnh. Rồi bây giờ nè, thì Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Lạc Thái Bảy. Rồi vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Ít phút là chị Tường sẽ quay trở lại. Chúng ta chỉ có 5 phút thôi, không có nhiều thời gian đâu, được không? Ok. Tự tin không? Tự tin. Rồi, cho mời đồ ăn vào. Bây giờ mời hai bạn sẽ thưởng thức món thịt gà cuốn lá dứa chiên. À, đùi gà sẽ lọc xương nè, ướp chung với hạt nêm, dầu hào, dầu mè, sữa tươi và đường thốt nốt. Sau đó thì bọc trong lá dứa và hấp khoảng 10 phút. Món ăn này sau khi hấp xong đem ra đi chiên, làm lan tỏa một mùi thơm rất là dịu nhẹ. Hai bạn hãy thưởng thức món ăn này ha. Đây là một ăn cũng rất là đặc biệt và rất là đặc trưng nổi tiếng của Thái Lan. Ăn thử và nhớ vừa ăn vừa trò chuyện nha. Wow. 5 phút sau chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn. Công việc là bên bất động sản hả? Bên sale hả? Công việc chính, cái chuyên ngành chính của anh, chuyên môn chính luôn là anh làm về bên xăng dầu. Anh, đúng rồi, anh control xăng dầu. Nghe nên nợ là nợ bao nhiêu? Hiện tại bây giờ nợ bao nhiêu? Bây giờ nói nợ chắc là phải mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu? Nhưng có khả năng trả không? Anh vẫn có khả năng làm từ từ, sẽ trả từ từ. Chúng ta làm mà không có lập ra mục tiêu á. Nếu như kinh doanh tiếp tục thì lỡ mà thất bại nữa thì sao? Em nhìn anh, em có đủ tự tin không? Đủ tự tin nhưng mà chúng ta làm một công việc gì chúng ta mới lập mục tiêu rõ ràng. Anh hỏi em, đối với em bây giờ, em ví dụ như bây giờ bản thân anh á đang còn vướng mắc về công việc nó chưa thuận lợi á, em nhìn anh em có đủ can đảm để đi cùng với anh không? Nếu như anh tự tin thì em thích nhất là cái điểm là tự tin. Anh rất là thích có khi nào mà có ý định là chuyển nghề không? Anh không, bởi vì anh là đam mê của anh là xăng dầu rồi, gia đình anh cũng là rất là khó khăn. Anh muốn làm một cái gì đó mà nó đột phá để sau này anh còn con, còn cháu, rồi còn anh chị em, người thân của anh. Người sâu xa quá hả? Đúng rồi, thì bởi vì anh mới nói là anh trưởng thành rồi mà. Anh năm nay 30 tuổi rồi cơ mà. Tình yêu gì mà sâu đậm dữ vậy? Anh là một người khi mà yêu một ai đó mà xác định người đó là để mình yêu á, mình cảm nhận người ta như là một người thân của mình luôn. Ví dụ sau này anh và em có yêu được nhau hoặc là có thương được nhau thì em cũng thế và anh cũng thế. Anh là rất là tôn trọng cái người mà bên cạnh mình. Anh mong muốn điều gì người bạn đời và người phụ nữ sau này của anh? Anh mong muốn bạn của anh là vun vén cho gia đình, sống giản dị bình thường thôi. Mà anh thích là người phụ nữ hướng ngoại hướng nội? Anh thích người phụ nữ hướng ngoại. Hướng ngoại thì không bao giờ mà vun vén gia đình với chăm sóc gia đình được, không bao giờ hoàn hảo được hai cái. Anh là một người nội trợ rất là giỏi, anh nấu ăn rất là giỏi. Mẹ của anh có nói với anh một câu á, kiếp này đáng lý là mẹ phải sinh con ra làm con gái thì đúng hơn. Bởi vì anh làm việc vặt rất là tốt, anh rất là chịu khó. Từ trước thì rất là hiền ngoan, anh không có gì hết trơn á. Anh không có cái gì, mẹ anh bảo là
Sao chị đến sớm thế? Sớm thì chị nói có 5 phút thôi chứ bộ cho em tưởng đâu 50 phút hả? Em đang nói dở câu chuyện. Kệ em, giờ chị vô ngồi chị nghe luôn. Thôi chị nói đi, em nói thế là được rồi. Hết rồi hả? Vâng. Nãy giờ thấy có hợp nhau không? Là người Thanh Hóa thì em là thấy là hợp. Rồi có hẹn hò là chừng nào gặp nhau, bao lâu gặp nhau một lần, rồi đi chơi ở đâu, rồi tính chuyện hôn nhân gì chưa? Ở cái Sài Gòn này thì gặp giờ nào ngày nào chả được ạ. Người ta chịu gặp em không ấy chứ? Thì em đâu có biết đâu. Nãy giờ có hỏi chưa? Em chưa. Rồi nãy giờ không ăn gì chơi vậy? Em ngại ăn. Ngại ăn hả? Vậy lát hồi hai đứa dọn ra ngoài ăn riêng ha. Có tí nữa em gói về em ăn. Lát nữa về ăn. Rồi bây giờ Tường sẽ cho hai bạn bốc thăm trúng thưởng nha. Mỗi bạn bốc một lá rồi đọc lớn lên đi. Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ? Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ trừ việc khóc? Em đã bị đổ vỡ một lần. Đổ vỡ gì ghê thế quá. Đổ vỡ là khi nào người ta? Thì bây giờ thì đợi đi, em nói em đã chia tay một lần. Đã yêu đuối một lần, đã từng khóc rất là nhiều lần. Nếu như có một lần nào đó yêu lại một lần nào đó nữa, yêu lại một người nào đó nữa, em sẽ không bao giờ khóc nữa. Bởi vì bây giờ người đó không phải là người quan trọng nhất nữa. Nếu người ta đã bỏ mình, nếu người ta đã bỏ mình là người ta không phải là người quan trọng. Đúng không? Còn nếu người ta vẫn ở bên cạnh mình, có nghĩa là người ta vẫn là người quan trọng mình. Thì mình có khóc không? Dạ có chứ ạ. Người ta, ví dụ người ta đau buồn hay là và gặp vấn đề gì đó, em rất là thương người ta. Bởi vì em thì vẫn có thể khóc. Vâng chứ ạ, em khóc vì lo lắng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì giận hơn. Nhưng mà nếu bỏ thì không khóc. Giận hờn thì không có khóc, còn bỏ bây giờ cũng không có khóc. Được không em? Câu trả lời vậy em thấy hợp lý không? Thỏa đáng không? Dạ thì cũng cũng được. Cũng được. Mới cũng được. Tại vì em chị người ta sợ có cái đó. Cái điều em nói nó rất là gần với cái điều là giống như là đã đau một lần rồi bây giờ sẽ không yêu nữa. Mà chính vì không yêu nữa cho nên sẽ không khóc nữa. Bằng nếu mà mình yêu nữa mình vẫn sẽ khóc. Em có một cái điểm yếu là ví dụ như em mà gặp thất bại chuyện gì là em hay khóc một mình. Khóc để cho nó giải tỏa bớt cái stress đi. Ủa sao những lúc mà mình gặp thất bại là sao mình đi ra ngoài, mình học hỏi thêm, mình đi ra ngoài, mình gặp bạn bè gì đó. Thì tất nhiên là... Chứ tất mình nhiên đừng có anh, nằm ở nhà. Ở anh đâu có nằm ở nhà đâu, bởi vì anh có rất là nhiều mối quan hệ. Ví dụ gặp áp lực công việc thì mình không thể nói với người ta nhiều quá, bởi vì người ta không phải là người thân của mình. Mà thân anh ra ngoài đường anh không chia sẻ quá nhiều. Nhưng mà nếu như sau một con người bạn gái nào đó mà có ý định với anh rồi á, lập gia đình đó, thì anh có chia sẻ hết tất cả những cái gì cho người có chứ đó? Thì ngày xưa anh yêu cái người kia, anh coi người đó như là một cái cánh tay của mình mà anh chia sẻ hết. Người mà đi bên cạnh anh là yêu thương anh á, mà chăm lo cho anh á, quan tâm anh á, là anh coi như người thân. Đấy em, đọc lớn lên. Bạn hay tập cho bạn nam đối diện một vài động tác yoga. Trời ơi là trời. Trời hôm nay em mặc cái quần. Trời hay là trời. Nó hơi bị bó quá cho nên em không có. Nhưng tập mà vẫn sẽ có những động tác tập được. Dạ em qua bên này đứng. Đó. Yoga thiếu gì động tác. Chị mặc áo đầm chị vẫn làm được bình thường. Bạn nữ chỉ cho bạn nam. Ra đây đi đừng có mất thời gian. Thời gian là vàng bạc. Một động tác đó đúng không chị? Động tác nào khó mà ổng làm mắc cười nhất đó nha. Qua đây. Làm đi. Khó nha. Phải tập trung nha. Nhìn thẳng em phải hướng dẫn cho đàng hoàng. Cô giáo hướng dẫn vậy chưa đúng. Thế này phải à? Có một điểm nhìn. Đúng rồi. Mình nhìn thẳng nè. Cái chân của mình để vuông góc nè. Rồi hai cái tay mình ra ngang ra. Đưa một chân rồi, lên hả? Đúng rồi. Nằm người bằng phẳng ra vậy nè. Hiểu không? Bằng phẳng đây cái cắm đầu. Cắm đầu đất đây. Không có cắm thì phải nhìn vào một tập trung. Định thần. Không có nhiều chuyện. Không có vô duyên. Thẳng chân. Thì đây thẳng đây thôi. Lưng thẳng xuống nữa. Ngang xuống nữa. Đúng rồi. Ngước cái đầu nhìn lên phía trước. Đúng rồi. Cái chân cao lên. Chân thấp quá, cô giáo nâng cái chân bạn trai lên cô thôi, giáo. Thôi, thôi, cắm mắt xuống đất đi. Cao chân lên. Ôi trời ơi, trời. Được chưa cô giáo? Trời ơi, được rồi. Cao lên, rồi. Sao em, ổn không? Ổn chứ chị, có gì. Tối nay về ngủ ngon lắm á, một ngày làm 10 phút, đổi chân 10 lần. Được không? Được. Bây giờ nè, hai bạn nhìn thẳng vào nhau vậy đi. Lường dành cho hai bạn 30 giây nữa trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ là nói chuyện rồi, tâm sự rồi, giỡn có, chân thành có. Bây giờ là lúc quyết định có bấm nút hay không. Nhìn nhau 30 giây đi hai bạn. Nhìn cái đã mới cảm nhận. Em nhận xét về bạn trai như thế nào? Bạn, ví dụ mình đang làm nghề đó, có khả năng mà bạn làm đổi nghề không? Mình không. Có ý tưởng đổi nghề không? Không. Không. Vì là mình chỉ có hợp với kinh doanh thôi. Mình muốn kinh doanh. Ví dụ như thế là về kinh doanh của mình sao? Mình cũng bên kinh doanh mà. Thì mình là kinh doanh nhưng mà mình á, nếu như mà để mình đổi nghề á, thì chắc chắn một quan điểm 100% là mình sẽ không đổi. Bởi vì cái nghề xăng dầu là cái nghề mà cái mối quan hệ của mình nó rất là nhiều. Đằng sau của mình còn rất là nhiều người mà em phải phụ thuộc vào mình nữa. Nên mình sẽ không bao giờ mình đổi cái nghề của mình. Còn nếu như mình song song, nếu như mình mà làm một lúc hai việc chẳng hạn ấy, mình sẽ cân đối.
còn mình sẽ nhất quyết mình sẽ không bỏ cái nghề xăng dầu của mình. Chuyện làm ăn chúng ta nói sau, đây đang nói về cảm xúc để quyết định bấm nút cho em một cơ hội để nói, có muốn nói gì không? Mình sống rất là thực tế, mình có lên đây mình không có phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng hồng của mình. Thì bây giờ mình hỏi bạn một câu thôi, mình bây giờ đang rất là khó khăn. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Mình không có sợ, tại vì bản thân mình cũng sinh trong gia đình khó khăn. Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Thì nếu như trái tim mình rung động hoặc là mình có một cái, nói chung có cảm tình á, thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Mình rất là thích người Thanh Hoa mình, bởi vì hiểu tính nhau, ăn được đồ ăn của mình nấu là được rồi. Bây giờ là thời phút quan trọng, đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò để trở thành một cặp đôi, bạn trai bạn gái thì chúng ta bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý chúng ta lấy tay ra để dành cơ hội cho những người khác. 1 2 3 Mình sống rất là thực tế, mình có lên đây mình không còn phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng hồng của mình. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Nếu như trái tim mình rung động thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Hết thời gian. Sao em không bấm? Em không có cảm, không có cảm xúc. Không cảm xúc là về, không cảm xúc về tình yêu trai gái. Dạ đúng rồi. Đó là cái quyền của bạn ấy, đó là cảm xúc của bạn. Thì chương trình cũng rất là tôn trọng, mà chị nghĩ bạn trai này cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Khi đã bấm nút là phải là cùng một chí hướng, nó phải có chạm đến cảm xúc của trái tim mới đi được với nhau lâu dài. Mời hai bạn đứng ở đây ạ. Nghiệp của mình đi. Em tên Bùi Văn Bắc, mà quê có quê nguyên quán là ở Hòa Bình, quy là Sơn Hòa Bình. Giờ anh định cư ở trong Bình Dương rồi. Địa chỉ ở trong Bình Dương là anh sinh năm bao nhiêu? Dạ. Anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 1986 em ơi. Rồi, nghề nghiệp của anh là gì nè? Anh đang làm trong công nhân vận chuyển hàng hóa trên công ty lốp ô tô Công Hồ á. Lúc ô tô Công Hồ. Phần chuyển hàng hóa ô tô hả? Rồi, ok. Bây giờ anh nói sơ giúp em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Tính cách của mình á, điểm mạnh của mình là gì? Là gì? Yêu nhược điểm đó hả? Điểm mạnh đó, tính cách của anh á. Tức là điểm địa mạnh của anh thì chăm chỉ rồi, chức năng thôi. Còn yếu quá thì hơi nhút nhát tí. Nhưng mà cái điểm mạnh anh còn cái gì ấn tượng nữa không? Ví dụ ví dụ giờ đấy quá, hồi quá chơi nhớ là làm chịu khó nè. Rồi bây giờ anh nói giúp em về cái tình trường đi. Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Anh với vợ anh từ lúc vào đây anh quen vợ anh là giống như là người đầu tiên luôn á. Anh đã kết hôn rồi hả? Đúng rồi. Nhưng mà đi rồi mình có mấy cháu? Dạ. Mình có mấy cháu? Hai cháu giờ đang ở với vợ rồi. Hay ly dị hai vợ rồi. Để ở với vợ là vợ nuôi á. Tại vì rồi. Con á thì tình nguyện theo gì nhỉ? Nó theo mẹ, không chịu ở với bố á thì nên nên tôi chỉ có sự cấp nuôi con thôi, hai vợ chồng thì có vợ con. Rồi bây giờ anh có sơ giúp em về cái anh gặp gỡ của ấy như thế nào, quen nhau ra sao rồi lý do. Trước là chị ấy làm chung làm ở chung cái phòng giấy phòng trọ thì quen nhau á, trong một thời gian lập gia đình rồi hai vợ chồng làm được ngôi nhà rồi cuối cùng vợ đi sang bên ý là cảm thấy là lúc đó này khó khăn á, vợ thì kêu là sang đi làm xuất khẩu để kiếm thu nhập thêm để về để có cái vốn để làm ăn kinh doanh gì đó, mà đi được 3 năm thì vợ về vợ đòi ly hôn, rồi hỏi nguyên nhân tại sao. Vợ cứ nói là hồi trước
anh không gì nhỉ, không chăm lo cho vợ, nhưng mà thực ra thì lúc đó đâu không chăm lo cho vợ, sau sinh được hai đứa này nọ, lúc đó hai vợ chồng khó khăn quá, ai cũng tập trung vô làm công việc á, đến lúc gia đình vợ đi được 3 năm thấy về nói câu đó thôi, không nó không biết không có lý do gì, nó hỏi nó không có lý do gì, như vậy thôi à. Vẫn không biết, tới hiện tại vẫn không biết lý do là tại sao mình lại như vậy đúng không? Ý là em anh không biết lý do, chỉ có biết lý do như thế để chị vợ anh chia tay thôi, chứ anh hỏi lý do thêm đấy thì vợ anh cứ nói vậy thôi. Rồi, vậy thì bây giờ á, anh đã độc thân được bao lâu rồi? Anh độc thân mới cỡ năm à, tại vợ anh mới về năm 2022 để ly dị á. 2022 là ly dị vợ đúng không? Nói về có lý do này đó, anh như anh nói đó, nó cứ đòi ly dị cho bằng được, chứ nói là nếu mà anh có anh nói là thôi vì vì con vì cái thì hai vợ chồng cố gắng lên, nói là giờ cái tình cảm không có này cố gắng kết cũng đâu có được, đợi, đợi. Ý là vậy thì thôi, vậy thì anh phải Rồi. chấp nhận thôi, chứ không không hề níu kéo được cái tình cảm được. Ok, vậy bây giờ anh mong muốn tìm kiếm bạn nữ như thế nào nè? Ngoại hình đi. Anh thì bình thường thôi em ơi, giống như là có gì gì được là được rồi, còn mà người Nhìn phụ được nữ như là thế nào? Như phải là đồng cho cảm em với anh là được chứ. nhìn được là như thế nào? Anh cho em một cái chiều cao nhất định đi. Anh cho bao nhiêu? Anh cao 1m7, nếu mà được thì tầm 1m6, 1m6 1m55 đến 1m6 là đẹp. Rồi, ổn, 55 Con người cho đến con 16. người mà có gia đình mà chỉ là ý có cái người phụ nữ đó phải 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 phải, phải hiểu là cái anh đã là qua 1 lần đổ vỡ rồi, có thể chấp nhận là cái anh cũng có 2 đứa đấy, anh có thể anh cũng phải trợ cấp nuôi con 1 đứa đó em. Rồi, Thì ví dụ như người phụ nữ ấy đã từng kết hôn và có 2 đứa con thì anh có, ví dụ như có con ấy, thì anh có chịu chấp nhận không? nuôi con ý là cái người phụ nữ đã có con đây à em. Ừ, họ cũng À, giống như anh vậy đó. cái đó thì anh cũng cái đó anh cũng hơi hơi tại vì anh chỉ muốn là có con chung, em sợ là mình sẽ làm cho người đó thì khó xử thêm, nên tốt nhất là mình có một đứa này được, cái 2 đứa này một mình chắc không rồi, tại vì anh có nhà đây rồi, nhưng mà tầm bây giờ làm nhà có tiền nhà anh làm nhà anh là phải lo tiền nhà nó lo để mình cả 3 đứa con nữa, nên cũng cảm thấy nó thu nhập anh chỉ có khoảng 20 trở lại à, nên nó cũng không có. Ý là bây giờ anh không đồng ý người ấy đã có con. Ý là bây giờ anh không đồng ý người ấy đã kết hôn và có con hả? Không phải không đồng ý mà anh đồng ý, anh sợ là sợ như vậy thì sẽ làm khổ thêm cho người phụ nữ đó, gánh Bây nặng giờ thêm. thế này nè, bây giờ thế này này, ví dụ như là bạn nói là bạn phải lo cho 3 đứa con của bạn thì đương nhiên ok, người phụ nữ đó khi mà người ta bây giờ người ta chỉ cần kiếm một người bạn, cái người mà phụ nữ họ chấp nhận họ kiếm một cái người làm bạn tri kỷ với họ thôi, chứ họ không phải kiếm một người đàn ông để dựa dẫm. Bạn hiểu ý của biên tập đang hỏi bạn không? Có nghĩa là nếu như người ta đang có con thì bạn có chấp nhận hay không? Cũng giống như vợ bạn bây giờ đang nuôi con bạn và đi lập gia đình mới vậy đó. À, Cái vấn đề đó là như thế. Ví dụ bây giờ bạn không chấp nhận người phụ nữ mà đã có con mà mang theo theo bên mình thì liệu rằng là vợ bạn, vợ cũ của bạn, người ta có hạnh phúc với một người đàn ông người ta cũng suy nghĩ như bạn hay không? Đúng không? Bạn đi tìm hạnh phúc mới thì vợ bạn cũng phải đi tìm hạnh phúc mới, mà vợ bạn thì đang nuôi ba đứa em con của bạn. vậy đã anh hiểu rồi, tại vì anh bị cái này bị sốc bởi bởi cái vụ là mà vợ anh cứ nói là từ lúc khổ này là chê anh như vậy, nên anh mới có ác cảm như vậy á, có không có gì đâu, nếu mà có người phụ nữ mà nếu mà có con hay gì hết, quan trọng là thương mình, hiểu mình là cái đó em chấp nhận bình thường thôi em, không sao cả. Thì đúng rồi đó, thì có quan trọng là bây giờ là người ta có đứa con thì bạn có chấp nhận hay không. Còn đương nhiên là người phụ nữ người ta có con, người ta nuôi con, người ta được đến chừng này như như tầm tuổi bạn thì đương nhiên là người ta cũng không giàu nhưng mà đương nhiên người ta cũng nuôi lo được cho con người ta rồi. Còn sau này về hai người làm chung kinh tế thì nuôi con anh con tôi, con chung của chúng ta, thì đấy là hai người tự thương lượng với nhau, tự trao đổi với nhau sau này. Còn cái quan trọng là bạn có chấp nhận cái thực tế là người ta đã có con hay không. Cái đó anh chấp nhận được em ạ, không sao cả, quan trọng là Rồi là ok, chốt deal là có con cũng được đúng không?
Thôi My hỏi tiếp đi My ơi. Nhưng mà ưu tiên là nếu mà người nào chưa, nghĩa là người phụ nữ mà đã tới trường mày giống như là bị hô sinh thì cũng được, đúng không? Quan trọng là anh chị mình về là cùng xây dựng gia đình với anh thôi. Thì đương nhiên rồi, cái này mình đang hỏi nhiều option để mình lựa chọn. Chẳng hạn như một cô cũng không có con, nhưng mà cô lại không đạt những cái tiêu chí khác bạn đưa ra. Nhưng mà cái cô đang có con thì cô lại đạt hết, đạt đa số những cái tiêu chí mà bạn đang đưa ra. Dạ. Nên là mình sẽ phải bên chương trình người ta sẽ phải đưa ra rất là nhiều cái tiêu chí để bạn có thể dựa vào đó, bạn đồng ý với các cái sự lựa chọn đó thì cái cơ hội của bạn nó sẽ rộng mở hơn. Còn nếu bạn chỉ khăng khăng là một người phụ nữ là chưa từng có con thì đương nhiên như vậy nó cũng sẽ khó. Người ta chưa từng có con, người ta cũng có thể là một là người ta không muốn có con thì người ta cũng không muốn tìm một người đàn ông đang đèo bồng, bạn hiểu không? Dạ đúng rồi ạ. Đó, người phụ nữ bạn muốn được cái lợi cho bạn, người phụ nữ hay là những người còn lại họ cũng muốn có cái lợi cho họ. Cho nên là ở đây là chương trình không phải là đang ép bạn mà chương trình đang đưa ra rất là nhiều cái sự lựa chọn để bạn có thể bạn lựa chọn một trong số những cái lựa chọn đó mà cái nào nó cũng có thể là phù hợp với bạn. Không, ý là đang nói cái ý nói ra như vậy thôi chứ còn đồng ý là những người cùng cảnh ngộ về như vậy cũng chấp nhận, là mà quan trọng là hiểu nhau là chính thôi em. Ok rồi, vì bây giờ anh cho giúp em về tuổi tác đi, con số nhất định đi. Anh mong muốn người bạn nữ của anh là cỡ tuổi bao nhiêu nè? Tầm 30-35 trở lại được rồi em. 28-30-35. Tại vì tuổi đó nó cũng còn trẻ quá thì đôi lúc mình sẽ sợ là mình không có cùng quan điểm á. Trẻ quá phải chiều họ lắm đúng không? Yeah. Rồi, ví dụ như giờ quê quán đi, anh mong muốn bạn nữ ở đâu nè? Dạ, ở đâu cũng được em ạ, cũng có quan trọng cái đó, quan trọng là đấy thôi. Nhưng mà nói về ưu tiên đó thì anh vẫn thích ở trong này hơn. Trong này anh quen rồi, sống mấy năm rồi. Rồi, ok. Anh còn cái gì mong muốn bạn nữ nữa không? Chỉ là anh chỉ cần người đó giống như là mình hướng về gia đình nhiều thôi, chứ không nghĩa là anh không biết cái sự giống như là anh chơi bời được nữa, nhưng mà mình vẫn lo, ý là mình vẫn lo rồi. Thế mình đang xác định mình thương người đó, mình vẫn phải lo cho cô người ấy về hạnh phúc thôi. Mình không muốn là sau này là cái chuyện mà làm cho người ta khổ đau nữa. Tại vì bây giờ là anh một năm nay là anh gầy gò lắm, tại vì anh thương con anh lắm. Mỗi khi ôm hai đứa là mình không biết làm sao mà mua được một người mẹ giống như vậy. Biết là không thể có được rồi. Thì đây là một buổi casting bỗng hẹn hò thôi. Nếu mà anh được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một bạn biên tập làm việc sâu với anh hơn ha. Dạ, cảm ơn ạ. Này cũng anh cũng quên đấy. Anh các bạn nó gấp quá, nó kêu lại làm giùm nó này.